Vâng, và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì tiếp tục với cái giải đấu solo tàu khu trục của cái clan mình. Thì ngày hôm qua ở bảng A đã diễn ra trận đấu giữa bạn Linh Nhập Giai và bạn Trọng Đạt. Phần thắng đã thuộc về bạn Linh Nhập Giai có nickname là Finanpost, vượt qua được Tư Mã Ý. Thì bây giờ ở trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu ở bảng B. Cặp đấu này sẽ là cặp đấu của bạn Long Sẽ và bạn Khải Sinh Gái. Bây giờ thì mình sẽ tạo phòng và mình sẽ mời hai bạn vào. Cái map mình sẽ chọn ngẫu nhiên, ở trận này sẽ là map Bắc Cực. Mình sẽ chat ID để cho các bạn vào. Ở cái giải đấu này thì có cấm một số tàu khu trục. Ví dụ như là tàu Ocean Adventure, đây là một loại tàu khu trục, nó có thể mang theo hai cái loại máy bay không người lái, cho nên là mình đã cấm nó khỏi cái giải đấu này. Vâng, và chúng ta đã thấy được sự xuất hiện của Sukana. Đây là bạn Long Sẽ, có cái nickname rất là hay, Sukana. Rồi mình sẽ cho bạn Sukana ở bên Alpha. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nốt bạn Khải Sinh Gái. Chúng ta sẽ có thể tiếp tục cái trận đấu. Mình nhắc lại đây là một cái cặp đấu ở bảng B. Còn cặp đấu ở bảng A ngày hôm qua thì phần thắng đã nghiêng về bạn Linh Nhập Trai rồi. Vâng, và chúng ta thấy sự xuất hiện của CN2 055 Nam Trang. Vâng, đây là một con tàu khu trục cũng khá là mạnh. Bạn Thủy Quân Lục Túi này chính là bạn Khải Sinh Gái. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu ngay với cái trận đấu solo giữa hai bạn. Người thắng ở trong cặp đấu này sẽ gặp bạn Linh Nhập Trai, đã thắng ở bảng A ngày hôm qua. Sẽ kiểm tra trang bị hai bạn xem. Famos 2, Nova, AK-130, vẫn là AK-130 đạn chùm. Đây là cái lối chơi mình thấy ở bạn Khải Sinh Gái khá là quen. Lực Aroc, Seram, Comanche là cũng rất ok. Bên phía của Long Sẽ, chúng ta sẽ thấy đó là có sự xuất hiện của RSM Bulava. Pháo ray điện tử, có lẽ là anh lấy từ con Zoom Watt sang rồi. Bạn này thì bạn ấy mang theo cái con trực thăng MUH-1. Con trực thăng này có khả năng bắn phá được trực thăng của đối phương nhá. Bên phía của Khải Sinh Gái phải hết sức là cẩn thận với con RAS-66 Comanche. Bắn phóng lựu rồi, có thể như trực thăng của Khải Sinh Gái đã nhìn thấy rồi. Bên phía của Long Sẽ thì sao? Mình đánh giá hai con tàu khu trục này thì cũng khá là tương đương nhau thôi về độ cơ động và cả tốc độ nữa. Cái sự chênh lệch ở đây nó gần như là không đáng kể. Trong khi đó thì bây giờ Khải đang cố gắng để bắn cấu máu của Sukana, trong khi tàu của Khải thì đang đi vòng ra phía đằng sau dính quả ngư lôi. Nói chung là ngư lôi ở trực thăng thì nó cũng không có gì là quá là mạnh mẽ cả. Trực thăng của Khải thì gần toang rồi, rất may là anh giữ lại được. Ở cái góc này là gần như là nhìn thấy nhau rồi này, ra cái là nhìn thấy nhau luôn này. Vâng, vẫn rất rén. Một pha bắn trúng tảng đá của Khải Sinh Gái. Khải Sinh Gái đang chơi chiến thuật gì đây? Móc lốp à? Vâng, mà Long Sẽ cũng đi vòng rồi. Hai bên chuẩn bị chơi trò một vòng trái đất với nhau rồi. Em ngồi đây và anh ngồi kia. Rồi, phanh lại rồi, chúng ta không thuộc về nhau rồi. Tôi lại tưởng là ra gần nhau cho yêu thương chứ. À, tôi hiểu rồi, quyết định là sẽ đi xuyên qua lồng đất. Hai con này thì đều không phải là tàu tàng hình, cho nên là nó sẽ hiển thị ở trên radar rất là rõ. Rồi, bắt đầu phá băng rồi, chơi nhau áp sát thôi. Vâng, đây chắc chắn sẽ là tình huống mà một mất một còn giữa hai thành viên ở phóng lưu bắn rồi. Lợi thế rất lớn cho Khải Sinh Gái. Long Sẽ chống trả bằng Bulava nhưng xác thực không có là bao nhiêu cả. Vâng, là toang rồi. Chiến thắng đã thuộc về Thủy Quân Lục Túi, có bạn nickname của Khải Sinh Gái. Chúc mừng bạn. Mặc dù là Bulava mình thấy cũng sát thương cũng khá là mạnh, tuy nhiên thì nắp trên cái tàu Ashigara này thì cái sát thương của nó thực sự là không đáng kể so với cái sát thương mà con CN2 055 Nam Trang có thể gây ra. Chúc mừng Khải Sinh Gái là người giành chiến thắng.
Và như vậy là chúng ta đã có một cái cặp đấu bán kết giữa Khải xinh gái và Linh đẹp dai. Vâng, bạn rất là xinh gái và bạn rất là đẹp dai. Và đến đây thì cái trận đấu của bảng B cũng kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trận đấu của bảng C và bảng D.